Chào mừng quý vị, cô chú anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh N10 TV. Và đây sẽ là một cái bài học cho quý vị, cô chú anh chị mình đặc biệt là những chị em phụ nữ. Những người mà đang sống làm mẹ một mình thấy không? Làm mẹ của con mình một mình, vừa làm vợ, vừa làm chồng, vừa làm mẹ, vừa làm cha. Thì nếu mọi cũng hiểu được cho cái hoàn cảnh những người phụ nữ khi mà rơi vào cái trường hợp làm single mom. Thật sự có một số người thì người ta chọn lựa Người ta thích làm single mâm Nhưng có những người vì bất đắc dĩ Người ta mới trở thành single mâm quý vị Và những cái người mà dù là bất đắc dĩ Hay là dù họ có muốn đi chăng nữa Một khoảnh khắc nào đó Nó cũng sẽ thường xuyên gặm nhắm Trong màn đêm nó buông xuống Thì những người đó họ sẽ luôn cảm thấy cô đơn Cô đơn khi mà nhìn thấy con thơ nhưng mà không có chồng bên cạnh, không có cha của nó. Quý vị không? Thì cái người phụ nữ sẽ trỗi dậy một cái gì đó gọi là thời điểm lúc đó trong lòng nó sẽ thôi thúc và trỗi dậy một cái điều đó là rất mong tìm được một người chung chăn gối với mình cái đó là tâm lý chung mà quý vị. hồi lúc chia tay thì mạnh miệng lắm tôi sống một mình tôi nuôi con không cần anh tôi cũng sợ nuôi được phải không thì đúng là kinh tế mình có thể vững, mình có thể tự lo mình lo được con nhưng mà tình cảm là cái thứ khó nói và bản thân của mình khi cô đơn mình cũng rất là khó nói về mặt cảm xúc quý vị thế là những người phụ nữ lúc đó rơi vào hoàn cảnh đó họ sẽ nghĩ tới gì cần tìm một người để mà bên cạnh họ đúng không? cho họ bờ vai nương tựa và trong cái lúc mà đang gọi là đi chữa cháy đó đi tìm một cái người đàn ông chữa cháy thì họ sẽ dễ dàng rơi vào những cái trường hợp đó là gặp phải gì tránh giỏ dưa gặp giỏ dừa toàn là gặp giỏ sầu riêng câu chuyện ngày hôm nay nó cũng sẽ là như vậy và nêu mời mong rằng quý vị mình khi mà sử dụng á, mạng xã hội mình cũng thật sự là phải khắc khe một chút mình phải biết chọn lọc một chút mình đừng có cái gì mình cũng ai vua ai vua thấy số đông là mình chạy theo mình thấy ai số đông chạy vô trong cái nhóm đó cái group đó tham gia trội số lượng tham gia thành viên trong nhóm đó nhiều quá cái mình ai vua lo vô mình thấy trời ơi vậy là nhóm đó uy tín nhóm đó chắc là có cái gì hay ho lắm nhiều người mới tham gia cái mình a à, thần thù vô cái mình bắt đầu mình nhấn mình nha tham gia Tới chừng mình tham gia vô đó thì thật ra nó chỉ là một cái bẫy lừa mình ở trong đó mà thôi. Quý vị nha, nếu mời nói quý vị chờ nhiều lần là nhắc nhở để cô chú bác anh chị mình đó. À, mình phải rút ra kinh nghiệm, đừng có mà thấy cái gì mình cũng thấy số đông của mình ùa theo, ùa theo là nguy cơ quý vị nha. Ở đâu càng đông, ở đó càng nguy hiểm. ở à, nói chung là như vậy. Cái câu chuyện ngày hôm nay nó như thế nào thì sau đây xin mời quý vị cô chú anh chị mình cùng lắng nghe. Sáng một buổi sớm, ngày 4 tây tháng 7, Hôm đó là một cái buổi sáng mà thật sự nó rất là đẹp đối với chị Cẩm Bởi vì là khi mà mặt trời vừa chiếu vào khung cửa của một khách sạn Thì cái chị Cẩm này nè, năm đó 29 tuổi Và cái người chồng chưa cưới của chị Cái người chồng chưa cưới đó của chị, anh đó tên là Long Và cái anh Long này của chị Ảnh á, là nêu mọi xin được gọi bằng ông đi Tại vì năm nay là ông đã 52 tuổi rồi Thì cái ông Long này 52 tuổi quý vị mà ổng lại đang là chồng chưa cưới của chị Cẩm mà trong khi đó chị Cẩm mới có 29 tuổi thôi. Quý vị nghĩ xem, quá là khập khiển về cái tuổi đúng không? Thế nhưng mà bây giờ chị Cẩm đang đê mê trong cái tình yêu, đang hưởng thụ cái tình yêu ngọt ngào với cái người chồng sắp cưới này của mình. Thì một lúc sau, ông Long này ông mới đứng dậy, ông thức dậy trước không? Ông thức dậy trước, ông sửa soạn đồ này kia. Thì ông mới nói với lại chị Cẩm là em ở đây chờ anh. Rồi có gì anh ra ngoài Anh nhờ mua đồ ăn sáng về Xong rồi hai đứa mình ăn uống với nhau Cho nó vui vẻ Quý vị không Trời ơi tình cảm cỡ đó rồi thôi chứ đúng không Lấy chồng già mà chồng già lo cho mình Bưng bê cưng yêu mình vậy cũng được đúng không quý vị Không những vậy Ông Long còn ngoái người lại Và nói với cái người vợ sắp cưới Hay còn gọi là vợ mình bây giờ thấy không Cứ gọi là vợ luôn đi Tại vì lúc yêu thôi là đã xưng hô bằng vợ với chồng rồi Huống chi cái này là sắp cưới nữa ông long ông mới nói ông quay quay người lại ông mới nói với chị cẩm vậy nè à, vợ ơi em coi uh, trong thời gian mà anh đi ra ngoài anh mua đồ ăn sáng về cho em đó thì uh, trong thời gian này em coi em thức dậy đi rồi đánh răng rửa mặt súc miệng rồi kia xong xuôi hết sửa soạn đi rồi uh, có gì đó uh, anh mua đồ ăn đem về cho em rồi cái uh, hai đứa mình ăn sau khi mà ăn xong rồi đó thì nếu mà em muốn ngủ tiếp thì em ngủ còn anh á thì anh sẽ đưa con của mình á là đưa con của chị cẩm á là có gì anh sẽ đưa con em tới bệnh viện để cho kiểm tra sức khỏe tổng quát cho nhỏ chứ anh thấy dạo này nhỏ nó ho khò khèo khè thôi để anh lo cho cho con sẵn tiện là anh cũng muốn xây dựng tình cảm giữa anh với con chị cẩm chỉ nghe vậy trời đất ơi thì chỉ chồng sắp cưới mà người ta lớn tuổi mà người ta chững chạc người ta trưởng thành mà người ta uh, cho mình một cái cảm giác được bảo vệ chở che quý vị trời một người phụ nữ sinh gồm mâm mà đúng không cái thế là chị cảm chỉ rất là hạnh phúc luôn Quá là happy quý vị Cái ông Long này nếu mà quên mất là không nói quý vị một điều Ông 52 tuổi mà ông không phải là người Việt Nam Mà ông là người mang hai quốc tịch Là quốc tịch Mỹ lẫn quốc tịch Việt Nam Thế thì bây giờ ông này ông đã sang Mỹ là ba mươi mấy năm nay Và tại sao mà cái chị Cẩm này lại có cơ duyên nào quen biết gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm với lại cái ông Việt kiều già lớn tuổi, đúng không? là tại sao? thì sau đây nêu mồi sẽ đi sâu vô về cái tiểu sử của hai người và trước tiên thì nêu mồi sẽ cho quý vị mở ra một cái bức rèm về cuộc đời cuộc đời của chị cẩm nha. rồi sau khi mà mình nói về cuộc đời chị cẩm chuyên sâu rồi thì nêu mồi sẽ bắt đầu khai thác thông tin về của cái người đàn ông Việt kiều già là ông Long. Nếu mà sẽ cho quý vị coi từng nhân vật tiểu sử của hai bên như thế nào rồi cơ duyên nào hai người gặp nhau. Mình khai thác từ từ như vậy thì quý vị mình nghe, quý vị mình sẽ dễ hình dung, dễ hiểu cái câu chuyện. Thì à, bây giờ quý vị nói sơ qua về cái cô cẩm này. Cô này á, cổ 29 tuổi nhưng mà cổ hai đời chồng. À, thì thật sự 29 tuổi hai đời chồng thì nó hà gầm hà gầm nó nhiều lắm quý vị ơi. Nhiều khi 22, 23 tuổi lấy chồng rồi cái 25, 26 tuổi chia tay là chuyện bình thường Rồi cái năm trước, năm sau lấy chồng nữa là bình thường luôn à, Huống chi là cái thời đại xã hội bây giờ nó phát triển, nó tân tiến nữa Mọi mối quan hệ nó đều rất là dễ cởi Và nó dễ mở không Là này nếu mọi nói là mối quan hệ cởi mở không Nếu mọi thích nói vậy đó nó Mối quan hệ nào cũng dễ cởi và nó dễ mở hết trơn á cho nên thành ra là bây giờ là hai ba đời chồng hai ba đời vợ bây giờ nó hà gầm hà gầm lắm nó phổ biến lắm quý vị quay trở về cái chị cẩm này quý vị quê của chị là ở miền tây mà nói chính xác là quê chị ở đồng tháp 10 đẹp nhất bông sen đó ông nêu mười là nêu mười là khoái đồng tháp 10 đẹp nhất bông sen quý vị ở dưới đó có chuột đồng ngon lắm quý vị ơi tự nhiên khi không bây giờ nói về cái món chuột đồng cái tiện làm nêu mười chảy nước miếng chảy nước miếng quý vị trời ơi đi về mình đi du lịch ở dưới miền tây sông nước đó quý vị là bảo đảm là hướng dẫn viên của ông tu gai nó sẽ dẫn mình vô trong mấy cái chỗ khu du lịch sinh thái ở dưới miền tây vô trong đó là bảo đảm quý vị sẽ được thưởng thức đặc sản đó là chuột đồng thấy không nó đa dạng lắm nó làm đủ hết trơn á nó có niêm gia vị cũng có không nó là là nướng mà dạng nướng trui á xong bắt đầu sau đó là cái gì mình chấm với lại muối tiêu chanh đồ này kia nước sốt này nó quay quý vị cuốn bánh tráng đồ ăn rất là ngon với rau rừng trời ơi em nấu quý vị rồi ăn á hả nó ngon chảy nước miếng chảy nước miếng à, nếu mà giới thiệu ẩm thực miền tây mới mốt quý vị nào về á, thì thưởng thức chơi cho biết quý vị nha thì à, cái chị cẩm này là quê ở đồng tháp 10 đẹp nhất bông sen cái chị cẩm này được gia đình cho ăn học tử tế luôn cha của chị cẩm á, ở dưới quê là làm buôn bán giống như là gà gà ác á, chuyên bán gà ác thôi nhưng mà tâm không có ác à nêu mời nào, nói nhấn mạnh ở chỗ đó để quý vị biết à ông cha của chị cẩm á, là chuyên bán gà ác thôi phân phối buôn bán gà ác nhưng mà không có ác thấy không ổng cái tâm ổng thiện lành thấy không ổng mới nuôi được cái đứa con thành danh thấy không rồi còn các bà vợ thì sao thì cũng đa phần quý vị đa phần thì cái người vợ này ở dưới quê á cũng làm những cái công việc ngay trước cửa nhà thôi, tức là buổi sáng bà sẽ mở ra một cái uh, xạ quầy nhỏ nhỏ, Bà bán uh, bún thịt nướng, uh, bánh hỏi thịt nướng, đại khái là từ một cái món thịt nướng thôi mà bà có thể làm được hai ba cái bả chế biến là nó cũng ra được hai ba món để phục vụ ăn sáng cho mấy cái người dân ở dưới uh, quê mà buổi sáng người ta ăn hoặc không là những người đi làm người ta ăn quý vị. Thì mẹ chị Cẩm á, rất là khéo bà này bà khéo mà thường phụ nữ nội trợ người ta khéo tay hay làm lắm quý vị thì bà làm món bún thịt nướng bánh hỏi thịt nướng đồ ăn rất là ngon xuất sắc luôn mà thịt nướng nó không phải là thịt nướng giống như ở sài gòn mà thịt nướng sắt lát đâu quý vị thịt nướng này là thịt nướng mà người ta à, sắt lát xong người ta cuộn lại mà bà má chỉ cắm cuộn ở bên trong nó có một miếng ba rọi nó quý vị nó có một miếng mỡ nữa cái bắt đầu cái bỏ vô trong đó đúng không cái cuốn lại ở bên trong nó có một cục mỡ nhỏ quý vị cái tới chừng nướng lên trộn nó thơm cái ăn vô cái gì ăn vô à, cắn vô cái thì ở ngoài nó là thịt mềm mà bên trong á, thì nó lại gì tươm cái mở ra ăn nó béo béo mà nó ngọt nước mà nó ngon lắm quý vị món bún thịt nướng và bánh hỏi thịt nướng ở cái xề mẹ chị cẩm bán nè ở cái cửa cái, cái cửa tiệm nè à, ngay trước cửa nhà nè là coi như là bán đắt lắm thì ở dưới quê á ngoài chị cẩm ra còn một đứa em gái nữa tuy nhiên thì cái đứa em gái này á nó bị khờ khờ nó khờ khờ thôi có nghĩa là nó không có học mới tiếp thu được tốt quý vị không nó cứ lưu ban lưu ban nó ở lại lớp hoài quý vị không thành ra là cuối cùng là học có năm lớp 4, lớp 5 thôi mà nó ở lại lớp ít hai lần không nó đứt bồ hai lần lớp 4, hai lần lớp 5, hai lần nên là gia đình thấy học trầy trật quá thành ra cuối cùng là cho nhỏ em khỏi học luôn là tập trung là tiền bạc dồn vô mình chị Cẩm thôi cái người em của chị á, thì tên là cương cái chị cái cô cái cô, cái cô bé mà tên khờ khờ này là tên cương mà chính xác hay còn gọi là cái tên là kim cương luôn đó nếu mười nói luôn cho quý vị nghe chứ không nói cương cương thôi quý vị tưởng cương cương là không có nhu quá không Không, cái này kim cương quý vị thì à, bây giờ quý vị cái con con bé kim cương này nó nó ở nhà nó phụ mẹ là buổi sáng á, là dọn hàng buôn bán rồi à, mẹ của chị cẩm á, cũng cho con gái tiền tức là thay vì mình đi mướn người ta về phụ mình cũng trả lương cho người ta tiền công đúng không? thì giờ con gái mình nó bị khờ khờ nó không có học được cao thì bất đắc dĩ con mình giờ nó thiệt thòi vậy thì giờ nó phụ mình mình cũng phải trả tiền cho con mình nó vui nó có động lực để nó làm có gì không thành ra là mặc dù là mẹ con nhưng mà con bé kim cương này nó phụ mẹ nó mẹ nó cũng hay cho tiền lắm hoặc là thỉnh thoảng dẫn con mình ra chợ mua cho nó sắm nó mấy bộ đồ bộ hay là mấy đôi dài đôi dép gì đó coi như làm quà Mẹ con sống ở dưới quê hạnh phúc vui vẻ vậy đó thì chị Cẩm này chị cũng yên tâm Ở dưới quê có đứa em thủ thủy cha mẹ vậy cũng đỡ buồn Mình lên Sài Gòn tập trung ăn học Sau đó chị Cẩm học xong cấp 3 dưới quê thì mới lất lất là đi lên Sài Gòn này đi học đại học Mà đại học công nghiệp quý gì không Và trong đó sau khi học xong chỉ tốt nghiệp xong lấy cái bằng đại học xong rồi á Thì chị mới ra trường và chỉ xin vô trong một cái nhà máy đó chuyên về may mặt Nhà máy này là chuyên về mai mặt sản phẩm mà nói chung là xuất cơ xuất qua nước ngoài á quý vị không Thành ra nhà máy này khá là lớn. Chị Cẩm mới vô trong đây làm, cái đồng lương cũng khá là tốt luôn. Tại vì cái 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 bằng cấp của chị là đại học mà thời điểm lúc đó người ta trọng bằng cấp lắm, người ta không có tập trung vô cái uh, kinh nghiệm nhiều quý vị. Nên là thành ra chị chị Cẩm vừa vừa vô làm thì cái mức lương nó đã khá lắm rồi. Làm công việc có là từ hồi ra trường cho tới sau đó luôn là chỉ làm đúng một nơi một chỗ thôi không có thay đổi không có nghĩ chỗ này nhảy chỗ khác quý vị thế là cái ngày hôm đó là lễ quốc khánh ở bên việt nam cái này là nếu mười đang kể này chị cẩm chị ở bên việt nam mà phải mình nó phải nói lễ quốc khánh bên việt nam cái uh, chị cẩm này quý vị chỉ mới uh, ngày hôm đó là lễ quốc khánh ở bên việt nam không chị cẩm chỉ mới về quê chơi thì uh, một lèo luôn là được nghỉ lễ là ba mươi tháng bốn một tháng năm là mình được nghỉ lễ lèo hai ba bữa luôn quý vị bởi vậy cho nên là ở sài gòn thì nó buồn tại vì lễ là người ta đi du lịch Chứ lễ người ta đi về quê hết trơn rồi ở sài gòn nó vắng tanh là buồn lắm bởi vậy cho nên là chị cẩm á chị mới thấy vậy là lễ chị về ở quê chơi gia đình đồng tháp mà sài gòn cũng không gọi là quá xa nữa thôi kệ về quê chơi trong cái chuyến về quê chơi nếu gì thì buổi sáng chị sẽ ra ngoài cái quầy hàng của má chỉ đó mở ra đó ngay trước cửa nhà mà thì phụ má ra buôn bán với má sáng là ra phụ má bán sẵn tiện là má cho dĩa bánh hỏi thịt nướng ăn thấy không Chị Cẩm chỉ ra chị Phụ thì lúc này quý vị có một người đàn ông này Cái anh này là bằng tuổi với chị Cẩm luôn Nhưng mà cái anh này hồi xưa là không học chung lớp mà chỉ học chung trường Sau đó thì chị Cẩm không có quan tâm anh này nữa Tại vì biết nhau thôi chứ không gọi là bạn thân, bạn học gì hết trơn Không có phải là bạn học chung trong lớp nên không gọi là bạn học của mình mà cũng không có phải là nói chuyện nhau rồi cho nên chưa từng nói chuyện bao giờ chỉ là biết mặt nhau thôi vì anh này á, thời điểm lúc đó ở trong trường ảnh thuộc dạng là hot boy có gì không nên thành ra là ở trong trường á, là nhiều người con gái biết tới anh này chị cẩm cũng biết ảnh nhưng mà chị cẩm không có ngó ngàng gì tới nãy trơn tại chị cẩm họ không có để tâm tới anh này vì chưa nói chuyện bao giờ không biết thằng ông nội nói chuyện có duyên ngôn nên là không có để tâm tới quý không ngày hôm đó thì chị cẩm sau đó lên sài gòn học rồi cũng đâu có biết gì tới thằng này làm chi ai ngờ đâu tiện bữa đó lễ quốc khánh dễ quê chơi à, ra phụ má bán uh, bánh hỏi đồ này kia vậy đó cái đang ngồi ăn bánh hỏi thịt nướng thì ông nội này ông lợi ông tạo hồ, hồ đôn xuống ông ngồi kế bên quý vị không ông ngồi đối diện luôn mà không biết là cố tình hay là vô tình nếu mười thiết nghĩ là cố tình đó thường mấy pha này là cố tình quý vô nhắc cái ghế mũ ngồi đối diện với lại chị cẩm luôn chị cảm mới uh, thấy vậy mới mới ngại quá tự nhiên mình đang ngồi ăn bàn ở đó ngồi có mình mình nè à, thí dụ như phụ nữ đàn bà vô ngồi chung mình ngồi chung bàn thì mình thấy đỡ ngại quý vị tại cái bàn nó bằng nhựa nhỏ nhỏ mà mà tự nhiên giờ thằng ông nội này đàn ông mà trẻ trẻ nó ngồi đối diện mình ăn mình cũng không được tự nhiên đúng vậy mình ăn cũng sợ trời ơi nó dính nước mắm hay là uh, rau nó dính vô trong răng hay nói chung là mình sợ nó ăn nó không được tự nhiên chị cảm chị mới thấy vậy chị vừa định là uh, cầm cái dĩa chị bê qua cái bàn khác chị ngồi thì cái anh này mới nói nè Sao ngồi ở đây đi Dù sao cũng bạn bè mà Ngại gì ngồi đây đi Đây là lần đầu tiên anh này nói chuyện với Cẩm quý. gì Chị Cẩm chỉ mới ngạc nhiên Chỉ mới nhìn ông nội này Chỉ mới nhớ ra mà Nhớ anh này Chỉ mới nói là tôi có ngại gì đâu Thì bây giờ là quan muốn ăn Thì quan ngồi đó quan ăn quan là khách mà Còn tôi là người chạy bàn Cho nên là tôi ngồi chung với khách đó, Nó kỳ lắm Hồi nào giờ có ai nhân viên chạy bàn Mà ngồi ăn chung với khách không Đâu ai vậy đâu cho nên là à, tôi thấy quan ngồi thôi để à, tôi dọn à, tôi nhảy qua chỗ khác tôi ngồi chứ tôi có ngại gì đâu thì cái chị cẩm chị nói vậy quý không anh quan này anh mới cười cười kiểu như là biết chị chị cẩm giả bộ ứng phó nói xào xào vậy thôi chứ chị cẩm chỉ ngại quý không cái anh quan này mới nói thôi ngồi đây đi sẵn tiện lâu ngày gặp quá à, ngồi đây ăn đi nói chuyện tôi cho vui thấy không giống y chang như là chạy bàn nhưng mà ngồi đây phục vụ khách đi nói chuyện tôi cho vui chị cẩm mới thấy vậy gì ngồi xuống lúc này thì anh quan mới hỏi thăm dạo này cẩm sao rồi học ở đâu dạo này cẩm lên sài gòn học và học ở đâu thì mới nói 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 đồ này kia hỏi thăm đời tư chị cẩm mới hỏi còn quan sao dạo này quan học sao quan đi đâu học thì cái anh quan này mới trả lời chị cẩm là tôi học xong cấp 3 thì tôi nghỉ luôn tôi không có lên sài gòn học gì hết trơn á à, sau đó thì tôi về nhà rồi tôi phụ cha tôi cha tôi có cái cửa hàng vật tư xây dựng đó rồi tôi về đó tôi phụ rồi bây giờ giống như là từ từ tôi cứng việc rồi thì ba tôi uh, giống như là giao tôi quản lý cái cửa hàng vật tư xây dựng mới mở thêm một uh, ba tôi mới mở thêm thêm một tiệm nữa nó nằm ở ngay chỗ cái chân cầu uh, giống như là ảnh nói cái tên cầu đó luôn uh, nó nằm ngay chỗ cái chân cầu đó đổ dốc xuống là nó có cái cửa hàng vật tư xây dựng mới mới mở của cha tôi lại giờ tôi quản lý cái cửa hàng đó đó thì cái ông quan này ông mới nói chị cẩm vậy với không chị cẩm chỉ mới thấy vậy à Ờ à, trời ơi, vậy nếu vậy là giờ giàu rồi vậy giờ là chủ cả rồi đi đi học nữa làm chi chỉ có tôi là dạng như là phải học thôi tôi không có được nền tảng nên tôi phải học cái thế là sau đó quý vị hai người nói chuyện qua lại cờ đỡn cờ đỡn thì lúc này chị cẩm mới thấy là anh quen á thì ra hồi xưa mình nghe đồn nói là anh này hot boy mặt lạnh lùng mà nói chuyện theo kiểu như trên trời dưới gió lắm khinh người đồ nhưng mà bây giờ hôm nay thấy anh này nói chuyện dễ thương mà bắt chuyện với chỉ đồ nói chuyện chỉ đồ rất là tự nhiên vui vẻ đồ quý vị không nên là chị Cẩm có một cái ấn tượng khá là đặc biệt và cũng rất là tốt với anh quang sau đó thì cái anh quang này á mới xin số điện thoại của chị cẩm ảnh chủ động luôn ảnh xin là bạn bè chỗ quen biết không dù sao ngày xưa cũng học chung trong trường mà thì bây giờ tôi hay ra đây nè mối quen ở cái quán bún thịt nướng bánh hỏi thịt nướng của má cẩm luôn á cho nên là bây giờ không ấy cho tôi số điện thoại của cẩm đi mấy mốt đợt nào cẩm có về quê á, thì alo tôi xong rồi tôi ra quán ngồi ăn tụi mình nói chuyện chơi giống vậy nè vui thấy không cái thế là chị cẩm chỉ mới thấy vậy quý vị chị bây giờ không lẽ nào anh ảnh là khách mà khách mối của tờ tiệm mẹ mình mà không lẽ giờ ảnh xin số điện thoại mình nói vậy thôi thôi tôi muốn cho nói gì kỳ quá gì không chị cẩm chỉ mới thấy vậy chỉ cho anh Quang số điện thoại của chị và sau cái lần cho số đó là coi như cái anh này đã định mệnh của cuộc đời chị luôn anh Quang á liên tục cưa cẩm chỉ anh quen á lái xe hơi từ ở dưới đồng tháp á lái xe ô tô bốn chỗ nha nhà nhà anh này giàu mà quý vị ba của ảnh á có mấy chiếc xe ô tô trong nhà đó nhà như cái biệt thự luôn mà thuộc dạng như là bên trong nhà có hồ bơi luôn rồi có một bên có hòn non bộ nước chảy róc rách luôn quý vị nhà giàu lắm làm buôn bán vật tư xây dựng mà đâu nghèo quý vị xong rồi chưa kể nữa là anh này nè là học bằng lái xe cha ảnh mua liền cho ảnh chiếc mercedes màu đen liền thấy không là bắt đầu ông nội này ông chạy mercedes lên sài gòn quý vị ông kiếm chị cẩm cứ lên trên công ty của chị cẩm á đón đưa chị cẩm xong rồi đưa chị cẩm đi ăn đi uống đi chơi nói chuyện đồ này kia coi phim tiệm hỏi quý vị trời ơi bây giờ em nói quý vị mười đứa con gái hết 11 đứa nó đổ rồi thấy anh cha nội này vừa đẹp trai thấy không vừa giờ tinh tế nói chuyện thì lại hòa đồng nữa chứ không có phải kiểu lất cất nữa thấy không rồi xong rồi giờ cũng có cái gọi tấm cho tấm lòng thành đúng không chạy xe tử dưới đồng tháp chạy lên sài gòn chủ yếu là để chở em đi ăn đi chơi đồ thì em hỏi quý vị bây giờ 10 đứa con gái là hết 10 đứa nó cũng kiểu dạng nao núng nao núng phải không là trong nó hết 8 đứa là nó xa là hồn lỡ xa vào đôi mắt anh liền còn hai đứa còn lại là nó vẫn còn đứng nao núng nao núng là tại vì nó sợ là à, coi như là lý thông lý thông lý thông là ở đó trong đó có ông nêu mười không nêu mười lý thông lý thông là đang niệm thần chú lý thông á lý thông á đừng 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 hạnh ơi lý thông á phải không là đó là nêu mười quý vị là nhỏ thứ chín không thì sau đó là chị cẩm với lại anh quang hai người đến với nhau làm người yêu chưa được bao lâu thì cái coi như quốc khánh năm đó đúng không thì tới quốc khánh năm sau hai người kết hôn nhau luôn một cái đám cưới linh đình ở dưới đồng tháp 10 đẹp nhất bông sen luôn đám cưới rất là linh đình luôn quý vị gia đình của chị cẩm á rất là nở mài nở mặt không những vậy mà cái anh quan này nè cũng suốt chị cẩm về ngoài cái căn nhà bán vật tư xây dựng ở bên cầu phải không hai hai vợ chồng ở bên đó bây giờ lấy chồng thì phải theo chồng Mặc dù thời điểm đó chị Cẩm có một công việc ổn định ở Sài Gòn làm may mặt thấy không Thế nhưng mà bây giờ bắt buộc là phải theo chồng về dưới quê Ở dưới quê luôn chứ làm sao Bây giờ phải phụ chồng gánh vác buôn bán kinh doanh ở ngoài cửa hàng vật tư Chứ bây giờ chồng là không có lên Sài Gòn Tại vì chờ cơ ngơi của chồng, gia đình chồng ở dưới quê Tự nhiên chồng lên Sài Gòn với mình chi, thấy không Thành ra là bây giờ chợ vợ chồng mà mỗi người một nẻo thì cũng không có hợp lý nữa Thế là chị Cẩm phải xin nghỉ việc ở trên nhà máy may mặt rồi à, lui về lại đồng tháp gì ở dưới đây phụ chồng buôn bán cái cửa hàng vật tư ở bên cầu rồi hai vợ chồng có một cái căn nhà lầu ba tầng ở bên đó luôn hai vợ chồng ở à, gần ngay chỗ cửa hàng vật tư luôn cũng bên mé cầu đó luôn rồi hai vợ chồng ở đó luôn thì cái đó gọi là nhà riêng à, nhà riêng của anh quang với chị cẩm thì thời gian á, thấm thoát thôi đưa cưới nhau xong rồi thì chưa đầy nửa năm sau chị cẩm này chị bắt bắt đầu phát hiện ra mình mang thai một cái tin quá là mừng đúng không quý vị trời ơi hai vợ chồng vậy là đâu có bị hiếm muộn mới vừa về cái đụng dượng cái là chưa nhiêu chưa được bao lâu có 6 tháng là có bầu vậy là con may mắn rồi hạnh phúc nó đến với chị cẩm liên tục liên tục quý vị mọi thứ nó đều trơn tru thế nhưng mà nếu mà mọi thứ trơn tru thì có chuyện gì đâu để nói nếu mà cuộc hôn nhân hạnh phúc có gì đâu để kể nó phải có cái bên trong cái nội tình quý vị thời gian mà chị cẩm chỉ mang bầu thì lúc đó phát hiện ra mẹ của chị bị bệnh ung thư đó quý vị thấy khổ không một cái tin vui rất là vui nó cộng với một cái tin buồn quá là buồn cho nên thành ra là nó gọi là bên buồn nó nhiều hơn là bên vui quý vị không chị cảm bây giờ giống như là nghe được cái tin mẹ mình như vậy chỉ quá là đau xót với con cu cái gì bây giờ chị cũng không biết cách làm sao nữa chỉ có biết là động viên mẹ mình thôi tại vì khi phát hiện ra thì mẹ của chị Cẩm đã ở cái giai đoạn cuối luôn rồi cho nên là khi phát hiện nó đã gần như là phải lật đật là phải đi vô trong nhà thương để mà nhập viện để mà uh, phẫu thuật liền rồi sau đó là xạ trị dập thuốc liên tục vô liền tại mà phát hiện chậm quá của gì không thế là bây giờ quý vị thời điểm đó mang bầu trong người mà lại mẹ mình lại như vậy nữa bầu thì mới có 4 năm tháng nghe tin mẹ mình như vậy chỉ giống như là bây giờ suy sụp tinh thần chỉ ốm gầy gò quý vị ăn không ngon mà ngủ không yên mỗi lần má chỉ á, mà lên trên nhà thương phẫu thuật hay là đi xạ trị hay này kia đó thì chỉ kêu chồng chỉ chỉ kêu chồng chỉ nha anh lái xe anh chở má lên sài gòn cho má đi khám bệnh đi anh là kêu ông nội này lấy chiếc mẹ đi chở quý ông kêu anh quang á chở à, anh chở má lên sài gòn cho má đi khám này kia này kia thì mỗi lần đi như vậy quý vị là sẽ chở cả ba má của chị cẩm luôn để mà ông ba ông lên tới sài gòn á à, lên tới bệnh viện ổng sẽ cho bà vợ ngồi trên xe lăn để ông đẩy đi chứ bà vợ bây giờ sức khỏe yếu quá quý vị không dập thuốc vô nữa bả bị giật thuốc nữa cho nên bả đi lại nó cũng khó khăn thì cái anh Quang này lúc đầu ảnh là một chàng rể rất là tốt, rất là có hiếu với cha mẹ ruột lẫn là cha mẹ vợ quý vị. Tuy nhiên thì khi mà cái chị Cẩm này nè, chỉ sinh ra một cái đứa con trai và đặt tên đứa con trai là Minh. Thì khi mà sinh ra được một đứa con trai, anh Quang ảnh rất là vui, gia đình anh Quang cũng rất là hạnh phúc quý vị, ba má anh Quang cũng vui lắm. Tuy nhiên từ ngày sinh con xong thì chị Cẩm á, vừa lớp phải lo cho con. Còn còn nhỏ tháng quá, rồi cộng á là phải lo thêm cho mẹ mình nữa. Chỉ mới nói với chồng á là thôi không mấy á bây giờ á, cha em phải lo cho đứa em gái của em nó khờ khờ nữa. Rồi bây giờ nào là cha em một mình mà vừa gánh mẹ bệnh, vừa gánh một bên là đứa con khờ. Thì thôi bây giờ nếu mà được á à hai vợ chồng mình á anh với em nè đón mẹ của mình về bên đây, đón cha mẹ em về bên đây, tức là sước hết luôn không? Tức là chỉ nói ý của chị nói là tạm thôi ý là tạm thời thôi là cho cha mẹ chỉ với em gái chỉ qua ở chung tại căn nhà tới 3 tầng hai vợ chồng với đứa con mới sanh làm gì ở hết quý vị không nhà rộng như thế thì bây giờ đón ba mẹ em với lại em gái em qua chuyển qua bên đây ở để làm chi để cho vợ chồng mình nè à, ra vô ra vô tiện bề chăm sóc ba mẹ với lại là mẹ em á bây giờ á bà muốn xỉu lúc nào bà xỉu ngộ lắm cái gì cái bệnh đó đó à, mặc dù phẫu thuật rồi nha xạ trị rồi nha À, rồi bây giờ vẫn là uống thuốc đều đặn điều đặn rồi tái khám định kỳ nha thế nhưng mà cái bệnh đó không hiểu tại sao mặc dù vậy rồi quý gì mà cái bà mẹ của chị cẩm nè hễ mà nhiều khi bà đang thấy bà đang đi bình thường vậy nha bà đi rề rề rề, rề đi chậm chậm thôi nhưng mà thấy bà đang đi bình thường tự nhiên có bà muốn xỉu bà sụm bà xỉu ngang vậy đó quý vị bà xỉu ngang luôn à mặt mày xanh lè luôn phải không mà người xanh lè xanh lét vậy đó thì chị cẩm chỉ mới nói là bây giờ nếu mà ở bên kia lỡ ba em lớp lo cho em em rồi lớp lo cho má em rồi lỡ mà ví dụ như lỡ đang lo cho em em má em có chuyện gì ba em đỡ không kịp má em xỉu ngang vậy nguy hiểm quá thôi thì bây giờ qua bên đây có gì á có em có anh em cũng sanh con rồi bây giờ á có gì em phụ anh rồi giống như hai vợ chồng mình nè phụ để mà chăm chung tay vô để lo cha mẹ em lo cho má em lo cho em em thì chị cảm chỉ đinh ninh là chồng mình cũng có hiếu chồng mình cũng là một người chồng tốt mà chị mới nói như vậy quý vị thì anh Quang ảnh cũng chịu quý vị ảnh chịu luôn Rồi ảnh cũng lái xe qua bên nhà Ba mẹ vợ đó đón ba mẹ vợ với em vợ Về bên đây sống cùng Rồi cho dọn phòng dọn ốc để sẵn cho ba mẹ vợ Phòng em vợ phòng Tuy nhiên quý vị từ ngày Mà người ta nói bây giờ nó ở mà hầm bàn Sắn cấu ở chung bây giờ bắt đầu nó phát sinh vấn đề Khi mà ở chung như vậy quý vị Thì cái đứa con của à, thằng Minh đó không Con của chị Cẩm nè Lúc này nè, do thằng bé cái thời điểm trong cái chu kỳ mà thai kỳ của bà mẹ đó chị cảm chỉ giống như là bị trầm cảm trong lúc sinh đó quý vị giống như tiền thai sản gì đi chỉ thuộc dạng như là thời điểm đó là chỉ giống như là trầm cảm tại vì lo bệnh hoạn của mẹ đó rồi đủ thứ cái chỉ suy nghĩ tiêu cực chỉ lo mẹ chỉ đó nhiều khi chỉ khóc hoài khóc hoài ngồi đâu khóc đó thành ra là cái thằng minh này sinh ra nó eo ột lắm quý vị à, thêm cái nữa là sinh nó nó cũng sinh sớm nó gọi là sinh non á bởi vì cho nên thằng nhỏ nó eo ột khó nuôi à, đút sữa nó không uống mà đưa cho nó cái bệnh nó không nó không nút mà nó thuộc dạng như là phải lấy cái muỗng đút từng cái muỗng múc từng cái muỗng sữa đút vô cho nó quý vị nghĩ đi một đứa con nít nó khóc quen quen nhỏ xíu nó có biết nhận thức à mình kêu nó hả miệng nó đâu biết hả miệng đâu cái gì thì bây giờ á là mình giống y chang con mèo con mà bây giờ mình phải lấy cái muỗng mình múc từ muỗng sữa mình mớm vô muỗng sữa muốn mớm vô chứ nhỏ nó không nút nó không chịu bây giờ đưa cái đưa cái, cái 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 cái, bình sữa vô trong miệng nó không chịu mơ nút rồi giờ sao quý vị không phải lấy cái muỗng đút vô từng cái mà là quý vị nghĩ mà chưa kể là đút vô rồi chưa chắc nó nuốt nữa mà nó ngậm ở trong họng á nó ngậm một hồi sao nó mới nuốt kiểu mà giống như là từ nhỏ là nó đã định hình là thằng bé này nó bị biến ăn rồi quý vị thời điểm lúc đó chị cảm chỉ giống như là xanh dịch luôn đó tại vì quá trời thứ để mà lo luôn mặc dù gia đình chồng có điều kiện nhưng mà chỉ lo là lo ở cái chỗ là con bây giờ thì nó biến ăn nó èo ột phải không rồi nay bệnh mai đau cái kiểu mà bệnh rề rề thôi bệnh rề rề rồi bây giờ lớp mẹ mình dậy nữa chỉ nhiều thứ lo chị cái cái chị cảm này chị ốm xuống gì tiểu tỵ xuống luôn chị ốm xuống luôn gì gầy gò trông thấy luôn Thế là bây giờ anh quen quý vị, anh cũng bị stress quá nè. Bây giờ mình ở bên ngoài thôi, bây giờ nêu mời quý vị ở bên ngoài mình nghe câu chuyện thôi quý vị đã thấy gia đình nó đang có gì rất là rối rém đúng không? Thì bây giờ là rất là rối rắm vậy thì bây giờ anh quen anh ở trong nhà, anh ở anh ở bên trong nội bộ bên trong luôn. Quý vị nghĩ anh này anh cảm thấy như thế nào? Anh cảm thấy mệt quý vị, mệt mỏi mà giọng thứ đàn ông nữa. À, mà lại anh này đâu phải là gì ruột thịt với lại ba mẹ của chị Cẩm đâu ảnh cũng chỉ là chồng của chị cảm thôi không đâu phải là anh em ruột thịt gì với chị cảm đâu nên là cái sức chịu đựng của ảnh một người chồng nó có giới hạn quý vị ảnh đã chịu đựng không nổi khi mà sống trong một cái gia đình bên vợ thấy nó rối rắm quá nào là má vợ bệnh rồi má vợ xỉu tới xỉu lui rồi bây giờ giống như là em vợ thì khù khờ không sai gì làm đó mà làm cà trật cà ruột không rồi chưa kể nữa là từ ngày mà má vợ bị bệnh vậy thì bây giờ cha vợ cũng không có đi làm ăn gì được hết trơn mà phải ở nhà để câu chừng má vợ cái thế là bây giờ gánh giác tài chính là nó đưa lên trên người của anh quang luôn anh quang phải lo nguyên gia đình nhà vợ về tài chính quý vị rồi mỗi lần định kỳ đưa má vợ lên sài gòn đi khám bệnh anh quang cũng lái xe chở đi luôn nên anh này anh cảm thấy sao mà bây giờ tự nhiên anh phải ôm xô nhiều như vậy nếu mà anh biết ngay từ đầu mà lấy chị cẩm mà phải ôm xô nguyên cái gia đình vợ như thế này thì chắc là anh sẽ suy nghĩ lại có gì không đã vậy rồi thì cái chuyện mà chị cẩm bây giờ á, giống như là con nó cũng cứng cứng rồi thì cái chuyện vợ chồng mới ra tháng vợ chồng bây giờ từ từ bắt đầu là cũng sinh hoạt vợ chồng lại nhưng mà chị cẩm chỉ lơ luôn cái chuyện mà không có ăn ở với chồng luôn chị im luôn cái gì chỉ dành toàn tâm trí cho gia đình chỉ cho con chỉ nhưng mà chỉ không có dành thời gian cho chồng chỉ nên anh quang có cảm giác như là vợ mình lạnh nhạt và bản thân của ảnh ảnh cũng cảm thấy chán chường nữa nên hai vợ chồng từ từ có khoảng cách với nhau rồi lạnh nhạt rồi bỏ rơi từ lúc nào không hay bỏ rơi cái tình yêu của hai người lúc nào không hay nên ít lâu sau gì thì đàn ông mà anh quang mới ra ngoài ảnh đi tìm một tình yêu mới bên ngoài và vì vậy mà hai vợ chồng bắt đầu xảy ra những cái vụ cãi cọ khi mà chị cẩm phát hiện ra chồng ngoại tình chỉ mới hỏi lý do tại sao anh quang mới nói trắng đen cái thật sự trong lòng cảm nhận thế nào mong rằng vợ có thể hiểu Tuy nhiên thì chị Cẩm chỉ lại nói là từ trước tới giờ anh vẫn làm tốt cái vai trò làm chồng làm con rể làm cha Tại sao ngày hôm nay anh lại nói là anh làm không xuể anh làm không nổi em nghĩ rằng là anh làm riết là anh phải quen chứ chị Cẩm nói vậy quý vị không anh quen nói là không phải ai cũng làm riết rồi cũng sẽ quen em là con ruột á em là con ruột nó khác còn anh chỉ là con rể thôi em à cho nên sau đó vậy thì anh quang quyết định là thôi bây giờ cuộc hôn nhân này nó quá là bế tắc không thể nào chung sống nhau được nữa thành thử ra là anh quang quyết định là đệ đơn ly hôn và dĩ nhiên đứa con á, là thằng minh á, còn quá nhỏ cho nên nó sẽ theo chị cẩm quý vị chị cẩm sẽ chăm sóc thời điểm lúc đó thì thằng minh nó mới có 5 tháng tuổi thôi nó còn nhỏ xíu như vậy mà cha nó đã ly hôn mẹ nó rồi quý vị thấy tội nghiệp thằng nhỏ không anh quang á, thì bây giờ quý vị sau khi ly hôn vợ như vậy xong anh Quang mới đưa cho vợ một khoản tiền không có chia mà 5 năm tài sản quý vị tại vì đây là cái thời điểm ngày xưa, lúc đó thì chưa có cái luật mà giống như là vợ chồng là tài sản người ta phân ra biệt ra là tài sản trước hôn nhân và tài sản sau hôn nhân quý không. Còn bây giờ thì nó khác rồi, bây giờ là người ta không quan tâm trước sau dễ trân trước sau như một quý vị ông đều chia. Còn hồi xưa là trước hôn nhân là của người nào là của người đó, rồi chỉ có những cái tài sản chung của hai vợ chồng sau hôn nhân thì mới tính là 5 năm hồi xưa nó ăn vậy thế là bây giờ cái gì cái anh quan này anh cũng nể tình dù sao vợ mình về cũng có phụ buôn bán vật tư một thời gian rồi bây giờ giống như bản thân của mình thời gian qua thì mình cũng đã làm tròn cái nhiệm vụ là một người con rể thường xuyên chở mẹ vợ đi khám bệnh thấy không thì mình làm những cái trách nhiệm vậy mình thấy mình cũng đâu có sai bởi cho nên nếu mà xét trên cái khía cạnh là mình làm tròn cái vai, vai trò hay chưa thì mình cũng đã làm tròn Bây giờ chẳng qua là giữa vợ chồng nó không còn tình cảm thì chia tay Nên là anh Quang anh mới thấy là Anh Quang cũng đã dành hết tâm sức tiền bạc lo cho gia đình vợ trong suốt thời gian qua Thì bây giờ đâu có lý do gì khi mà chia tài sản phải chia những cái tài sản sau hôn nhân là 5 năm Anh Quang anh mới nói với chị Cẩm bây giờ anh sẽ đưa cho em một số tiền Tức là đưa cho hai mẹ con một khoản tiền Sau đó thì hàng tháng hàng tháng anh sẽ gửi cho em 5 triệu để mà em lo sữa tả tả sữa này kia ăn uống cho con là cái đó là ảnh trợ cấp riêng tức là anh quan ảnh ảnh phân biệt rõ ràng là vậy quý vị tức là tài sản sau hôn nhân nè thì ảnh lẽ ra là sẽ chia 5 năm vợ chồng đúng không nhưng mà ảnh nói không thời gian qua ảnh đã lo cho gia đình vợ nhiều lắm tài chính đồ mỗi lần má vợ lên sài gòn phẫu thuật xạ trị đầu tiền ảnh không à rồi ba vợ không đi làm lao động thời gian qua để chăm má vợ là ảnh cũng chưa chu cấp tiền không mọi thứ bên gia đình vợ chi uh, chi xài mọi thứ đều là ảnh cho tiền trợ cấp thì bây giờ không thể nào phân định 5 năm cái kiểu đó như là như vậy là ảnh thiệt thôi ảnh mới nói rằng là bây giờ ảnh chỉ đưa cho vợ ảnh một khoản tiền để vợ ảnh và con ảnh có một số tiền để mà lận lưng rồi sau đó hàng tháng hàng tháng ảnh sẽ trợ cấp cho con mỗi tháng như vậy là 5 triệu là để cho vợ ảnh uh, tả sữa ăn uống cho con cho con ăn uống Tuy nhiên nếu sau này con của ảnh nó nhập học và nó học học phí bao nhiêu như thế nào là ảnh sẽ là cái người lo ảnh nói vậy luôn mà ảnh nói xong phẳng tới đâu sẽ tính tới đó sau này con đi học thì ảnh sẽ lo cho cái vấn đề con đi học còn bây giờ hiện tại thì hàng tháng ảnh cứ đều đều là đưa 5 triệu mỗi tháng thì chính vì là thời điểm đó 5 triệu nó cũng rất là có giáo gì thời điểm nó chưa lạm phát mà chưa lạm phát phát giữ thì dĩ nhiên 5 triệu nó cũng cao lắm chị cảm thấy vậy quý vị bây giờ thời gian qua công nhận là anh quang cũng đã vì hết tâm sức cho gia đình chị chị cũng thừa nhận điều đó mà cái gì chị cũng réo anh quang ơi chở mẹ đi anh quang ơi chở mẹ đi anh quang ơi mẹ xỉu kìa đỡ mẹ nói chung là chị cũng đã chứng kiến là chồng chị cũng đã làm tốt với gì cái vai trò đó nên chị mới thấy vậy chị gật đầu đồng ý luôn thôi kệ không cần chia 5 năm tại hồi cái lúc mà mình đến với ảnh mình cũng không có phải là ham tiền mình đến là vì mình thương ảnh mình thích ảnh mình mới đến rồi bây giờ mình đi mình đâu thể nào mà để mất đi cái phẩm giá không bây giờ không lẽ nào mình đi mình còn đi vét tiền của chồng chị cảm đồng ý quý vị chị lấy một cái số tiền là sau đó là hai mẹ con á, quay trở về bên căn nhà của ba má vợ mà ba má ruột chỉ nè quay về, về nhà cũ ông ở bên đó thời điểm mà ở bên đó quý vị chị cảm chân mình chịu đựng tại vì lời thị phi của những người ở bên ngoài người ta nhìn vô người ta nói quý vị cho nên là chị cũng chịu đựng hầu như chị không có nào sao đường hết trơn á chị ở trong nhà không à xoay đi quẩn lại với mẹ mình với lại con mình không à chị không có ra ngoài đường đi chợ hay là mọi thứ đều đều là cha chỉ đi và rồi quý vị do là cái việc mà mình bị bệnh làm cho con mình với rể mình phải chia tay nó lại làm cho má của chị cẩm tinh thần sa súc lại còn dữ hơn cộng với trong người cái căn bệnh nó quá nặng nữa nên cuối cùng bà chống chịu được vậy trong vòng 3 tháng sau khi mà dọn về căn nhà cũ ở nè thì bà qua đời bây giờ mẹ của chị cẩm đã qua đời rồi tuy nhiên thì chị cẩm chỉ đã biết được cái nghề làm bánh hỏi và bún thịt nướng do má chỉ để lại nên thành ra lúc đó vậy sau khi lo hậu sự cho má đồ này kia xong xuôi Chị Cẩm giờ cũng đâu biết làm gì Chồng đưa cho một số tiền rồi bây giờ sẵn tiện Bây giờ mình đấu lên Sài Gòn được Bây giờ bỏ trang mình cũng không được Em mình cũng được không được nữa Chị Cẩm mới dưới quý vị Mở ra bán y chang như hồi xưa má bán sao giờ chỉ bán vậy Rồi em gái chỉ phụ chỉ chạy bàn y vậy luôn rồi cha chỉ thì bây giờ có muốn thích đi làm thì quay trở về đi làm gì đó đi làm tùy theo ba chỉ muốn quay trở về nghề cũ làm thì làm dạng vậy đó rồi bây giờ mạnh người nào hồi nấy đều có công việc làm Và mỗi người đều có cái niềm vui mới Chuyện mẹ của, chú, của chị mất á, Thì bây giờ dần dần qua thời gian Nó cũng đã dần nguôi ngoai Và cái chỗ mà bún thịt nướng và bánh hỏi thịt nướng Của chị Cẩm á, Bây giờ buôn bán á, thì nó từ từ Nó cũng đông lên như hồi trước má chỉ bán vậy đó Hồi đầu chị mới mở ra Nhiều người người ta bán tính bán nghi Không biết chị làm có ngon giống như má chị hôn Có gì không Người ta sợ không ngon Tuy nhiên thì người này ăn rồi người, về kể lại Thì người kia lại tới ăn lại về kể lại Nó cứ truyền miệng như vậy Thành ra bây giờ cái quầy hàng của chị Cẩm Nó cũng đã đông lên như trước Có mấy bà mà bà 6, bà 7, bà 8 đồ ra đó ngồi ăn Thì mới ghẹo ghẹo nói với chị Cẩm là thôi Bây giờ sao giống như nói chị Cẩm không Sao con không chịu lập gia đình mới đi con mày nó còn nhỏ quá nó chưa nhận thức được nào cha ruột nào cha cha cha, cha dượng không thì giờ sao mày không chịu lấy chồng sớm đi đặng mốt ví dụ con mày nó lớn lên nó cái người mà nó thấy đầu tiên là nó sẽ xác định là nó có tình cảm với cái người đó dù là cha dượng nó cũng sẽ có tình cảm được không thì tại sao con con không chịu mở lòng ra quen nào khác đi thấy không thế là bây giờ có gì bà sáu bảo mới nói nè thằng quan chồng mày nghe đâu á nó lấy con nhỏ khác rồi sao mày còn ngu quá vậy hả còn, còn ở đây sống một mình thui thủi nuôi con chi giờ con ngu quá còn trẻ mà con thấy không thì cái bà này bà sáu bảo mới nói không bà tám bảo nói nữa thì bây giờ bà năm mới không bà năm ống cuốn bà nói mới nói về rằng bà năm ống cuốn bà mới nói đúng rồi đó tao, tao thấy bà sáu bà tám bà nói đúng á là bây giờ theo theo tao, tao, cũng thấy vậy thương mày mới nhắc mày vậy á thanh xuân con gái không có bao nhiêu hết trơn á năm nay mày 29 tuổi rồi con thấy không à, ngắt ngé 30 tuổi rồi mày định ở vậy luôn hả bây giờ tao nói cho nè nãy giờ tao nghe bà 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 sáu bà tám bà nói hoài nãy giờ tao chương bướng lắm rồi thật ra là tao có một cái mối mà có điều cái mối này á là do tao thằng con của tao nó ở bên mỹ tao có hỏi tao nói chuyện mẹ con nhau nó điện thoại về thường xuyên nói chuyện rồi nói chuyện qua lại nó mới nói với tao á nó nói nó có một ông hồi xưa nó đi làm hãng thời gian nó quen biết ông này ông này nâng đỡ nó dữ lắm giúp đỡ nó nhiều trong công việc mà làm hãng ông ban đầu nó mới vô ông này á là ông tinh long thì bây giờ á ổng sắp tới ổng về việt nam nè thằng thằng con tao nó cũng về việt nam thăm tao thì nó mới dắt ổng theo về bây giờ á, tao nghe mối này ngon rồi nha không mấy giờ nếu mà được á, thì sẵn tại chuyện tiếng chiến này con tao về thăm tao nè cái nó dẫn theo ông long này cái tao kêu ổng cáp qua bên nhà coi mắt mày luôn mày thấy như sao thì cái chị cẩm này chỉ sượng bướng luôn cái gì chỉ sượng cứng luôn trời đất ơi sao tự nhiên giờ thành là buổi coi mắt luôn rồi ngay lúc đó thì chị cẩm chị cũng không có vội từ chối quý vị tại vì dù sao chị cũng biết tấm lòng thành của ba bà này thôi đúng không chỉ có điều là cái bộ ba phép thuật này là biết là cái bộ ba này nhiều chuyện nhất ở trong cái xóm đó phải không nhiều chuyện nhất ở trong cái xóm bình xuyên này thành ra là biết quý vị bởi cho nên là lúc đó mới kêu á là à, chị cảm chỉ mới nói một cách nói khéo không chỉ nói giờ thôi giờ con cũng cảm ơn bà năm chứ thiệt sự mà nói má con mất à, cũng mới được có hai năm chứ mấy thấm thoát mới hai năm chứ mấy thì giờ giống như là má mất con cũng còn giống như là còn muốn ở dậy tiếp từ từ đợi con con nó cứng cứng thì bà này bà mới nói con mày hai tuổi chưa cứng nữa hả hai tuổi là được rồi bây giờ nó là bập bẹ bập bẹ rồi mấy mốt là thí dụ mày lấy chồng thì cái tiếng ba đầu tiên á mà nó nói rành rọt nhất là nó nói với người cha dượng nó thấy không nè mấy mốt nó thành giống như cha dượng thành cha ruột người ta nói là công nuôi nó hơn là cái non công đẻ thấy không bởi vì cho nên là bà năm này bà mới ký khích lệ hoài chị cảm chỉ mới thấy gì chị hỏi vậy cái ông đó tầm bao nhiêu tuổi bà năm biết không để để con suy nghĩ ý là con cân nhắc vậy thôi chứ con cũng không dám hứa vậy nha bà này bà mới nói để tao về tao hỏi lại thằng con tao tao cũng không hỏi tao nghe nó nói là nó có ông bạn thôi tao nghe chung chung là ông bạn ông bạn tao cũng không biết nhiêu tuổi thấy không thì thôi từ từ đi để tao hỏi thử coi làm sao cái thế nào cái gì chị cẩm chỉ mới nói dạ vậy thôi bà năm cứ hỏi đi chừng nào mà thông tin này kia nọ nói chuyện đồ nghe nó chính xác á nghe này kia sơ sơ chính xác tuổi tác hay là gia cảnh như thế nào đồ nếu mà được thì có gì coi mắt sao còn giờ con cũng chưa gấp con cũng chưa cần cái ngày hôm đó nói nhau như vậy quý vị thì cái bà năm này bà bả nhiệt tình lắm phải không bà năm nhiệt tình nên gọi là bà năm nhiệt tình bà về không biết bà có nói với con trai bà hôn mình không biết nha thì à, sau đó bà mới à, ngày ngày hôm sau bà mới ra bà nói nè tao nói rồi tao nói thằng con tao bệnh rồi bây giờ nó nói là ông này năm nay á, là ông 52 tuổi đó bây giờ sao bây giờ ông 52 tuổi nè bây giờ tuổi đó thì công nhận là hơi cao ha tao nghe tao cũng hơi chân hững nữa nhưng có điều thôi kệ đi con ơi Bây giờ mình thuộc dạng như là mẹ đơn thân mà Trời đất ơi mẹ đơn thân sống đơn độc đã vậy rồi hả mình còn cái kiểu mà gia đình mình lại thuộc dạng kinh tế nó cũng chật vật nữa thì bây giờ quan trọng nhất trọng nhất là mình tìm một cái chỗ dựa ông này 52 tuổi chưa gọi là già lắm đâu ổng là việt kiều mà ổng việt kiều mỹ mà con sống ở bên đó tao thấy uh, tuổi tác người ta ở bên đó nghe lớn lớn vậy chứ về việt nam tao thấy trẻ lắm mày yên tâm thì bà năm bà nói vậy quý vị cái chị cẩm chị mới nói à, thì bây giờ như à, vậy thì à, năm mấy tuổi thôi coi tuổi tác cũng không quan trọng hồi xưa chồng con nó bằng tuổi con đó rồi sống trầy trật có được với nhau đâu được bao nhiêu năm đâu cưới à, chưa đầy hai năm chia tay rồi thì bây giờ thôi lần này con cũng rút kinh nghiệm con cũng con có lấy con cũng muốn lấy một người chồng mà chững chạc một chút lớn tuổi hơn con một chút đặng để mà có gì thì người ta lại còn bình tĩnh hơn À, người ta có thể cho con định hướng rồi này, kia nọ người ta cho con con, con soi sáng cho con con đường con đi đồ phải không tại vì người ta trải đời hơn con thì con cũng định là tìm người già tuổi hơn con có điều ông này già hơn con nhiều quá hả, bà năm hả? nhưng mà thôi kệ đi miếng sao ông này tâm thiện lành là được không thì cái chị cẩm chỉ mới nói bà năm vậy bà nói bà mới nói không thằng này tâm thiện lành à cái gì chứ là tao cam đoan tại vì thằng con tao cái tính nó thiện lành mà nó chơi với ai thì bảo đảm là nó lựa bạn mà chơi tao dạy nó hoài à phải lựa bạn mà chơi nha con cho nên tao bảo đảm là bạn của nó cũng là tâm thiện lành thấy không còn không là tâm cũng phải thiện chí lắm không Giờ như thế giờ tao nữa không tao là mẹ của thằng con tao tao rất là thiện chí để mà làm mai cho mày thì bây giờ thằng con tao nó thiện lành nó sẽ chọn bạn chơi cũng là bạn thiện lành thì bây giờ nếu mà mày á cũng có thiện chí thì biết đâu mày gặp cái ông này thiện lành hai đứa có thiện cảm với nhau sao quý vị thấy chưa Trời ơi, bây giờ là nêu 10 nói rồi qua nêu 10 là nó có nghe nó thiện lành liền quý vị không? Qua nêu 10 rồi, nêu 10 mà làm bà mai á là nêu 10 nói vậy là ta nói cười ra nước miếng. Tại vì nêu 10 mà nói chuyện là ta nói là từ đầu cuối là hai bên là trai gái gặp nhau là cười ra nước miếng thôi, thấy không? Là coi như là cho nên là ông 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 tổ uh, mai mối không có độ nêu 10 là ăn vậy chứ nêu 10 mà đi mai mối là coi như người ta cười ra nước miếng rồi. Nó còn gì hình ảnh nữa đâu quý vị không? Cái câu chuyện tiếp theo nó như thế này quý vị thì khi đó cái chị cảm này chỉ mới nghe ông này lớn tuổi thì thật sự nha trong lòng chị cảm chị cũng không có quan tâm tuổi tác mà trong lòng chỉ thật sự như là chỉ nói với bà năm luôn là chỉ cũng cần á, là có mua có muốn mà bước thêm một bước nữa chị cũng muốn lấy một người già tuổi hơn chị cái này là chỉ nói thiệt quý gì chứ không phải là chỉ nói uh, giống như là nói cho nó suông câu cho bà năm bà vui không có chỉ nói thật lòng á và rồi thì khi đó bà này bà, bà mới về bà cũng thiện chí không bà mới nói vậy ông này vậy vậy đó mà ông này ông cũng có một đời vợ bên kia ổng cũng có một đứa con nghe nói đâu vậy ổng bên đó cũng có một đứa con nữa mà con ổng nay nó lớn nó tự lập rồi mà nó cái gì nó cũng mẹ 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 nó không theo ổng thành ra là cho nên cha con thỉnh thoảng cũng mới gặp nhau thôi chứ không gặp nhau thường à, thế là bây giờ ông này ổng cảm thấy á, tuổi tác thì càng ngày càng cao ổng sợ rồi sau này ổng già ổng yếu ổng ở một mình rồi, ốm đau bệnh tật không có ai lo à, tao nghe thằng con tao nói như sao tao kể lại y chang vậy thôi nha thì giờ nếu mà bay chịu á thì uh, có gì thằng con tao nói thằng con tao có gì dắt ông đó về ngủ ổng về chơi sẵn tiện ổng coi mắt mày luôn với lại cho thằng con tao nó mở hơi nó nói với ông này ít tiếng để ông này ông biết ổng chuẩn bị tâm lý chị cảm chứ nói thì con có nói con từ chối đâu thì giờ nếu mà người ta chịu con thì giờ ít nhiều gì người ta chịu người ta về người ta coi mắt người ta phải có người ta phải có một cái gì đó gọi là uh, cái sự thiện chí chứ người ta phải từ bên nước ngoài về đây coi mắt con rồi sau đó hai đứa gặp nhau rồi con nhìn ảnh sao ở bên ngoài rồi hai người nói chuyện tuổi tác chênh lệch quá nhưng mà coi hai người có nói chuyện nó có hợp cả không rồi mới tính tiếp không dạ rồi quý vị một ngày đẹp trời cái ông việt kiều mỹ này ổng về việt nam thiệt quý vị tuy nhiên một cái điều á đó, là gần tới cái ngày ông này ổng về thì bà năm bà lại nói với lại cái chị cẩm á bà nói là à, cẩm ơi à, thằng cha nội cha long đó Chả về nha cẩm nhưng mà bây giờ á con cái này bà nói với con nè Ờ, uh, thằng con của bà nó không có về nó về không có được nó kẹt công việc gì ở bển hết trơn á rồi uh, vợ con nó con nó bển tự nhiên gần tới ngày nó về cái điện con nó sốt thành ra lại giờ quỷ chuyến bay hai vợ chồng nó với con nó không có về được bởi cho nên là bây giờ có một mình ông long ổng về thôi ông này thì uh, nghe nói đâu ông cũng hay về việt nam lắm bởi vì thành thử ra là ổng về tới một cái á thì ổng nghỉ ngơi khách sạn ở sài gòn á xong rồi là ổng có cái địa chỉ nhà của tao ở dưới đây nên là có gì ổng sẽ đặt xe về dưới đây, rồi ổng thuê khách sạn dưới đây có gì tao tao kêu mấy đứa trong nhà dẫn ổng đi thuê khách sạn gần đây ổng ở. Rồi ổng về đây để chủ yếu là ở lại đây một hai đêm gì đó để ổng coi ông bắt ổng coi mắt bay. Nếu mà chấm bay rồi thì có thể là ổng lưu lại ở đây lâu lâu một chút để hai người có thời gian tìm hiểu nhau. Còn nếu mà không ưng á, thấy không? À, mày không thích ổng mà ổng cũng không hợp với mày thì nếu lúc đó như vậy thì ổng sẽ gì trả khách sạn ổng lên sài gòn sớm ổng đi chơi trển tại ông này ổng cũng hay về việt nam lắm nghe như vậy quý vị thì cái chị cẩm này chỉ thấy ôi nếu mà ông này ổng thật sự là ổng về một mình mà ổng vẫn sẵn sàng ổng về để ổng coi mắt mình là ông này ổng rất là thiện chí quý vị không? mà nếu ông này cái tâm thiện lành nữa mà ổng cộng thêm thiện chí nữa là tự nhiên là bây giờ chưa gặp mặt nữa là chị cảm thấy chị cẩm thì chị thấy là chỉ có thiện cảm liền và rồi thì cái ngày định mệnh đó nó cũng đã tới quý vị một cái ngày giữa tháng 6 hôm đó cái ông long này ổng từ bên mỹ trở về việt nam và ổng thuê xe từ sài gòn về dưới quê đồng tháp này và sau khi mà ổng về dưới đây quý vị thì bà năm á thuê khách sạn cho ở sau đó thì chiều tối ngày hôm đó bà năm mới dẫn ổng qua bên nhà của chị cẩm cái ngày hôm đó khi mà coi mắt quý vị ở bên ngồi bên cạnh ông long á là bà năm ngồi bên cạnh chị cẩm á là cha của chị cẩm Thế là bây giờ quý vị ngày hôm đó sau khi nhìn nhau qua lại rồi nói chuyện rồi thì sơ sơ ở trong cái buổi mà coi mắt á, chị Cẩm chỉ cảm nhận được là cái ông Long này lớn tuổi nhưng mà tính cách ổng rất là hòa nhã. Mà ông này ổng nói chuyện ra ổng là người rất là chí thú làm ăn cần cù siêng năng. Còn ông Long á thì ổng cũng cảm nhận được ở cái chỗ chị Cẩm nó có một cái sự thật thà của con gái miền Tây. Không phải con gái miền Tây nào thì cũng tất cả đều thật thà nhưng mà ý là chị Cẩm á là theo cái kiểu mà con gái miền tây mà chính, chính hiệu ông chính gốc á là kiểu thật thà rồi kiểu như là dạng như là chân lắm tay bùng đồ thuộc dạng như cái kiểu mà phụ nữ ngày xưa ông này ông chấm là cái chỗ đó thêm cái nữa là chị cẩm 29 tuổi nhưng mà nhìn chị cẩm già hơn tuổi lắm tại vì do có thể là do cái khoảng thời gian mẹ bệnh á rồi con thì èo ột nữa nên chị cẩm dần dần giống như là cũng nhìn già hơn tuổi trông thấy luôn Thế là bây giờ ông này ông thấy là tuổi tác á, thì bây giờ hai người trên nhau tới là coi như 23 tuổi như là hai con giáp rồi Nhưng mà nhìn cái vẻ ngoài thì hai người trên nhau không có nhiều cho lắm Bởi vì ông này nhìn bên ngoài thì trẻ hơn tuổi Còn chị Cẩm á, thì nhìn già hơn tuổi nên hai người đứng gần thì nhìn nó không có trên nhau lắm quá gì Bởi vì cho nên ông Long á, ông đồng ý luôn Cộng với là ông nghe nói là chị Cẩm á, có bán đồ ăn sáng Thì bảo đảm chị Cẩm á, là nữ công gia chánh là coi như là ngon lành luôn không Nữ công gia chánh là rất là tốt ông ổng đang cần một người vợ như thế nên là ông gật đầu đồng ý ngay và chị Cẩm thì cũng gật đầu đồng ý, hai người chính thức tìm hiểu nhau sâu. Từ hồi mà tìm hiểu nhau sâu, tìm hiểu nhau lâu hơn chút thì chị Cẩm mới biết ra là ông Long này ổng ở bên Mỹ, ổng có làm một cái nghề. Đó là nghề điêu khắc đá quý. Và ở bên đó đó ổng có một cái xưởng nhỏ, ổng làm chung chung với hai người bạn. Ổng nói với chị là bên đó ổng có hai người bạn nữa cùng ổng mở ra cái xưởng nhỏ nhỏ làm điêu khắc đá và cái điều kiện kinh, kinh tế á thì tương đối là khá ổng nói là ở bên mỹ nha kinh tế ổng tương đối là khá thì khi mà chị cảm chỉ nghe như vậy quý vị chỉ mới thấy là ông này cũng khiêm tốn không mà điều kiện kinh tế mà có cái xưởng nhỏ dù là hùng hạp làm ăn nhưng mà ông này vậy là cũng khiêm tốn ổng cũng là chủ rồi mà ổng uh, giống như dạng vậy mà ổng khiêm tốn ổng nói không kinh tế anh cũng tương đối thôi tương đối chứ ông không có nói là kinh tế anh giàu lắm mà nha giàu lắm không quý vị nên chị cảm mới thấy ông này có thêm cái tính tốt nữa là tính khiêm tốn đúng thiệt là mình lấy người già hơn mình nhiều tuổi thì người ta chín chắn hơn người ta làm cái chuyện gì nó cũng tinh tế khéo léo hơn thế là sau cái ngày hờ mà tìm hiểu nhau sâu nhau lâu á được khoảng gần tuần lễ sau thì cha của chị Cẩm mới hỏi dần sao con chốt lại sao quan trọng là con thôi con thấy hạnh phúc con thấy ở bên người ta con thấy yên tâm được uh, uh, cái sự mà tin tưởng thì quan trọng vợ chồng sống nhau là tin tưởng nhau tôn trọng nhau thì con thấy người ta tay con làm sao cha chỉ mới hỏi chỉ vậy của chị vậy quý vị thì cái chị Cẩm này có sao nói vậy Chị rất là vui Chị mới nói là chị chịu Chị chấm ông Long Nhưng mà bây giờ chị đang chờ Cái cái lúc mà anh Long á à, Ông Long này nè nói với chị một câu là Giống như là will you marry me không? Nhưng mà bây giờ chị chưa thấy nghe ông này nói Ý của chị là chị nói là bây giờ mình con gái mình đâu thể nào chủ động dù bây giờ mình có ưng đi Thì mình cũng chỉ là bật đèn xanh thôi Còn đàn ông á nó có chạy nhanh hay chậm là chuyện của nó hay không Chứ bây giờ mình phụ nữ mình đâu có thể nào chủ động lái xe hay không Mình chỉ là bật đèn xanh cho ổng biết thôi là À tôi bật đèn xanh rồi anh tranh thủ anh chạy vậy á Thì chị Cẩm chỉ mới nói với cha chỉ vậy Cho nên là bây giờ chỉ chờ thôi Chờ coi ông Long này ông sẽ nói như thế nào nhưng mà chỉ nghĩ trong đầu là ông này sẽ sớm nói thôi Bởi vì thời gian ông này về Việt Nam thì nó cũng không có lâu cho lắm Sau đó vậy thì, thì đúng thiệt Hai ngày sau, ông Long lúc này mới bắt đầu là chính thức cầu hôn Ông mới nói là bây giờ tôi thương em rồi cũng kể này kia nói nguyên thiên nguyên thiên vậy chuyện tôi thương em tôi nghiêm túc với em à, này kia này kia rồi bây giờ giống như là tôi rất mong em cùng tôi hai giống mình rồi chung tay xây đắp gia đình một mình em nuôi con nó có nhiều vất vả một mình em gánh vác gia đình nó có nhiều vất vả nhưng nếu có thêm anh nữa thì có người xe ra có người chia sẻ nhau thì lúc đó em sẽ không còn vất vả nhiều như bây giờ nữa kiểu dạng vậy đúng gì ông này ông nói chuyện hay với bụi gì không những vậy mà cái ông này ông còn nói với chị rằng ông long ông còn nói chỉ là bây giờ anh thương em anh biết là em rất là có hiếu mẹ em qua đời chưa được bao lâu bây giờ cha em một mình rồi em em thì nó hơi khờ anh biết là em có nhiều cái nỗi lo toan lắm thế là bây giờ anh định nói với em như thế này trước khi mà để em nói một câu là em đồng ý lấy anh hay không thì cho nói trước một điều anh á không có bắt buộc em phải qua mỹ với anh anh có thể cho em ở bên việt nam và nếu mà em muốn á, thì anh cũng ít năm nữa anh sẽ về Việt Nam Anh có thể là Hu non luôn cũng được Anh về bển, anh anh sống với em Để cùng em lo cho gia đình Cùng em thờ phụng cúng dỗ cho má em Thấy không? Trời ơi quý vị thấy không? Bây giờ đãi vàng kiếm không ra được Người đàn ông giống như ông Long nữa quý vị không? Chị Cẩm chỉ nghe xong chỉ vô cùng là cảm động luôn quý vị Bởi vì thật sự trong lòng chỉ nó có cái nỗi lo đó nha và ông này ông hiểu trước luôn Ông hiểu trước khi mà chỉ phải mở miệng Chỉ nói có nghĩa là ông này ông quá là hay Quá là tinh tế Người ta gọi cái câu là già đời đó quý vị Có nhiều kinh nghiệm không Ông này ông nói là coi như là ông nói phủ đầu luôn Ông nói một cái là đúng ngay tim đen à, Anh biết là em qua Mỹ Em sẽ rất lo cho gia đình em Tại vì ít nhiều gì em em nó khờ Thì đâu có thể nào đón em em qua Mỹ được Rồi bây giờ cha em một mình ở bên Việt Nam Lo cho em em một, một ngày nào đó Cha em càng ngày càng già, bệnh, quạng, ốm đau Ai lo anh biết em lo lắm nên là bây giờ anh không có ép buộc em sang Mỹ đâu nó có hai sự lựa chọn một á, là anh vẫn để cho em ở bên đây cùng với cha em con em và em em rồi anh nó sẽ sẹt tới sẹt lui qua lại thăm thăm nôm em này kia nọ còn không hai á, là anh nếu mà em lo em sợ là anh ở bển rồi anh lén phén thì anh sẽ hu no luôn anh qua anh, anh quay trở về bển anh sắp xếp công an việc làm rồi anh về đây anh hu no luôn anh ở gần em vợ đâu á, thì chồng đó anh cùng em để gánh vác gia đình em anh nói là sao thì anh sẽ thực hiện vậy trời đất ơi chị cảm chỉ nghe xong chỉ rụng rời tay chân gì cảm động vô cùng nước mắt đầm đìa không những như vậy cái ông long này ổng có tình ý với chị mà ổng lại chấp nhận là ở rễ chỉ cái trường hợp này quá là khó bây giờ ông này ông già tuổi nữa mà ông chấp nhận ở rễ bây giờ gọi là ở rễ chứ gì nữa không cần biết là ông này ông nghèo không giàu nhưng mà ở bên nhà vợ gọi là ở rễ rồi quý ông mà ổng chấp nhận luôn và không ngờ rằng Ông Long không hề tỏ ý phiền hà hay là cảm thấy cái chuyện đó là bị ép ủ gì cả gì. Ông rất là vui vẻ để mà nói những cái điều đó với chị Cẩm. Ông cũng thẳng thắn, ông nói với chị Cẩm một cái điều tại vì chị Cẩm hỏi ông không? Tại sao mà anh lại chấp nhận đánh đổi tất cả để mà anh ở với em? Tại sao anh chấp nhận tất cả để mà về Việt Nam hu non cũng được? À, thật sự mà nói em cứ tưởng đâu là những lời anh nói nó giống như là một giấc mơ, em không nghĩ là thiệt đâu. Thì ông Long lúc nào mới nói với chị Cẩm vậy nè. Ông nói là em phải nghĩ bản thân em nó xứng đáng để được nhận những cái điều đó Em á, ly hôn rồi vẫn phải nuôi con một mình hai năm qua Chứng tỏ em là một cái người phụ nữ rất là lương thiện Mẹ em em bệnh em tiều tụy hóc hát Cha em lo cho em 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 cũng lo có à, Em lo không kém thì có nghĩa là em là một người con rất có hiếu Một người con gái vừa lương thiện vừa hiếu thảo Mà vậy vừa khéo cái chuyện mà gì lo vung vén nhà cửa thật sự mà nói cái người may mắn lấy được là anh á anh mới phải cảm ơn em chứ không phải là em đâu nếu khi mà em ly hôn chồng em mà em nói với chồng em á là em không nuôi tại vì em không có kinh tế em trao con em cho chồng em thì lúc đó anh sẽ coi thường em nhưng mà anh nghe em kể thì anh mới biết ra là con đi theo em và em cũng muốn là tới sau này con nó lớn nó cũng theo em thì dù là có cơm ăn cơm mà có mắm ăn mắm anh hiểu được một điều em là một người có nhân phẩm rất là tốt một người mẹ rất là xứng đáng để mà có thể dạy dỗ các con và một người con vô cùng có hiếu thì sau này sẽ dạy con của anh có hiếu cho nên anh suy nghĩ rất là kỹ anh không có mà một cái gì gọi là lo lắng về nhân phẩm của em cả anh mới quyết định là cầu hôn em như ngày hôm nay trời ơi ông này nói chuyện hay quá quý vị ơi quý vị ơi hay quá vỗ tay liền quý vị chứ nêu mười là nêu mười thấy ông này nói là coi như tối lúc này là chắc là chị cẩm chị siêu ốp siêu đau rồi quý vị không một người đàn ông mà lưỡi không xương mà nhiều đường nó lắc liếm lạng lách là, coi như là lèo lái không ông long này coi như là lông lạng lách lèo lái không lắp liếm nữa ông này nói quá hay đi trời ơi bây giờ anh việt kiều nào trên kênh nêu mười mà tên long nãy giờ nêu mười kêu anh long ơi ông long ơi kêu nãy giờ chắc mấy ảnh khách sĩ ở trên đây chắc cũng giữ thần chia địa lắm cái gì không thì bây giờ là tới cái khúc này rồi quý vị quý vị nghĩ một người con gái làm sao không nao núng bởi những cái lời nói mà nó quá là hay không biết ông long này hồi xưa ông làm tập làm văn cô giáo có ghi ông lạc đề không nếu mà ngày xưa cô giáo ghi cái câu ghi chú là lạc đề thì giờ cô giáo nên coi lại chứ nêu mọi thấy ông này ông làm tập làm văn rất là tốt đó vé ghi vé ghi gút đó không là nêu mọi cố tình nói tiếng anh vậy nha vé ghi vé ghi gút luôn á là ông này ông nói quá hay quý vị Ông nói mà trao chú câu từ nó không có một cái gì gọi là nó có một cái điểm gì gọi là sượng hết trơn không? Ông nói rất là mềm mại. Câu từ rất là trân tru. Trời ơi, bởi vì nên tình cảm ông nó cũng trơn lọt luôn. Bây giờ là chị Cẩm gật đầu đồng ý làm vợ liền. Trời à, ơi, tới khúc này phút phút 89 người còn từ chối gì nữa không? Cái câu nói của ông Long này nó đã khiến cho chị Cẩm và cũng như là cha của chị Cẩm hết sức là yên tâm để giao con gái mình cho người ta. Sau khi hai người này tính tới cái chuyện là làm đám cưới với nhau thì lúc này quý vị chị cẩm chỉ mới nói với ông long bây giờ anh thì lớn tuổi em á, thì lại lỡ dở một đời chồng có một đứa con ít nhiều gì thì bây giờ em với anh lại trên nhau tới hai con giáp nếu mà làm đám cưới linh đình thì em không có mặt mũi nào ở dưới quê mẹ em á, thì mất mới có hai năm thôi bây giờ con em thì nó cũng còn quá nhỏ thật sự mà nói thời điểm này làm đám cưới nó cũng không có hay nên là bây giờ em nghĩ rằng á, mình chỉ cần là đăng ký kết hôn hoặc là có thể là anh với em là một cái đám gì đó nhỏ tiệc nhỏ nhỏ ở trong nhà rồi mời một vài những người chồng sớm thân thiết tới nhà ăn rồi kia nọ để mà chia vui với vị vợ chồng mình thôi còn ngoài ra thì khỏi làm đám cưới khỏi dựng trại làm cho nó uh, uh, giống như là linh đình chi anh ơi em bây giờ ngày xưa em đã từng mặc xa rê rồi em cũng đã từng có một đời chồng đã từng trải nghiệm qua cảm giác là được làm cô dâu rồi thì bây giờ em không có đặt nặng quá cái vấn đề là phải làm uh, cô dâu Thành ra là chỉ cần là làm một cái tiệc cho nó ấm áp trong gia đình và những người chồng sớm thân thuộc tới ăn uống này kia chúc tụng cho vui thôi, chia vui thôi. Ông này ông nghe vậy ông khoái quá quý vị, nếu mà vậy thì nó càng càng tiện nữa không? Chỉ sợ làm mà tiệc nó đúng lễ, nó đầy đủ lễ nghĩa thì nó bực bờ, nó phiền phức, nó kéo dài lê thê lít hết thôi. Còn mà làm mà nó nhanh gọn lẹ đi đăng ký kết hôn xong về làm vài ba bàn ra ăn tiệc vậy, ăn vậy là xong không? Gờ ra mắt uh, chồng sớm vậy là xong. Thì nó quá là tiện rồi, đúng không? Mà chi phí, kinh phí cũng không có cao nữa. Thế là cái ông Long Việt Kiều Mỹ này ông đồng ý luôn quý vị Bây giờ từ ngày đó thì ông Long Việt Kiều Mỹ 52 tuổi Ông đã đã thuộc dạng như là đã lấy được chị Cẩm rồi không Bây giờ chị Cẩm 29 tuổi mà lấy cái ông Việt Kiều Mỹ tinh Long này 52 tuổi Ông này ở bên Mỹ có một đứa con Ông nói là nó lớn cùi cùi rồi nhưng mà bây giờ nó tự lập Và nó ra riêng nó sống với bạn gái nó Và cái gì nó cũng mẹ 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 nó không bao giờ có ổng hết trơn Nên ổng cũng ít gặp nó lắm Thằng trai rồi bây giờ tới chị thì chị có cũng có một thằng một trai mà nó mới có 2 tuổi thôi nên là ổng cũng coi con chị cẩm như con của ổng à, thì bây giờ quý vị ổng cũng có một cái nỗi niềm trong lòng là ổng ước là ở được ở với chị cẩm có được đứa con gái thì theo như quý vị quý vị nghĩ ông này bây giờ sao ông này ổng sẽ khi nào ổng trở việt nam à, quý vị nghĩ ông này có trở về việt nam sống luôn không gọi là hu non á hay là ông này ông sẽ thuộc dạng như là đi đi về về giữa Mỹ Việt Nam theo quý vị như thế nào tại ông này thì ông là người mang hai quốc tịch mà thì theo quý vị nghĩ sao câu chuyện thì tới đây nó đã khép lại cái phần 1 tới khúc này sau khi đám cưới diễn ra xong thì cuộc tình của hai người này nó đi tới đâu và nó có một cái kết thúc có hậu cho cuộc tình này hay không chị cảm có thể tìm được ánh hào quang cho cuộc đời mình còn lại hay chăng thì nên mời mong rằng quý vị chia sẻ cảm nghĩ bên dưới trong cái video phần 1 này và giờ thì xin chào hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị mình trong một video tiếp theo